xã Xuân Lương có hai bản, bản Nam Cầu và bản Đồng Giáng. Về phường Phúc Thắng. Sau cơn bão số 3. Thì hôm nay các bác về đây là có mục đích gì ạ? Dạ vâng ạ, cảm ơn. Thế báo cáo mấy bác, chúng tôi là quê hương của làng Xuân Y. Số 3 thì lên trên đó và cũng là năm nay tôi cũng được Nguyễn Xuân Quán là năm nay là 75 tuổi. Là cũng được là Đảng và Nhà nước đưa lên xây dựng vùng kinh tế mới ở miền Nam Cầu, Xuân Lương kinh tế Bắc Giang. Hôm nay nghe tin đài của Nhà nước đã phát đảo vùng Phúc Thắng là bị lũ lụt. Đấy, với tấm lòng của người em, người cháu của quê hương là của cụ Ngô Tiến Công. Vâng. Hơn 600 năm đã đưa chúng tôi về làng Xuân Hy. Để xây Xuân Hy, Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định. Vâng, sau đó thì là năm 63 thì đưa chúng tôi lên Xuân Lương. Để chúng tôi là người con thứ ba của người của cụ Ngô Tiến Công. Cho nên chúng tôi thấy như vậy, cho nên với tấm lòng vàng của bà con Nam Cầu, Xuân Lương, Y tế Bắc Giang, chúng tôi và bản Đồng Gián, Xuân Lương, Y tế Bắc Giang có tấm lòng vàng để sang thăm và xem xét về cái vùng lũ lụt và về cơn bão số 3 của năm 2014. Của Vĩnh Phúc nên là chúng tôi sang đây thăm được là các đồng chí đảng ủy, ủy ban và các ban mặt trận tổ quốc xã đã đón tiếp và đưa chúng tôi đi đến các vùng để tặng quà cho bà con vùng lũ lụt phường Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cho nên với tấm lòng đó thì với tình cảm là ruột thịt, tình cảm con cháu của Nguyễn là của Ngô Tiến Công, chúng tôi về đây với tấm lòng là của người em, người cháu về đây thăm hỏi và chúc sức khỏe và thăm hỏi để biết được cái sự việc của cái cơn bão số 3 làm ảnh hưởng đến cái khu vực phường Phúc Thắng. Cho nên chúng tôi không biết nói gì nhé, chỉ chúc sức khỏe tất cả các đồng chí trong đảng ủy, ủy ban, mặt trận tổ quốc và các ngành trong xã và nhân dân ở phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn là một người em, người cháu của quê hương của Xuân Hy, nhá, của con cháu của Ngô Tiến Công để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đảng nhà nước giao phó. Xin chân thành cảm ơn. Mặt thông tin đài truyền hình của phường Phúc Thắng. Vâng. Xin được cảm ơn với các anh. Vâng. Và cũng gửi tin đến đến xã Xuân Lương và hai bản Tam Cầu và Đồng Giáng. Vâng. Xin được cảm ơn. Và nhân dân ở trên đó. Vâng, xin xin chào. Vâng, ok.